Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Tủ áo cánh kính không nhôm có đèn LED. Sử dụng đèn LED và cửa kính trang trí độc đáo, lộng lẫy. Cánh kính lụa không nhôm tăng thêm độ sang trọng, quý giá cho sản phẩm. Tủ quần áo hiện đại làm sáng bừng không gian nội thất bày trí. Kết hợp hai phân loại là buồng gương và buồng cánh gỗ kín, mang đến không gian riêng tinh tế, thư giãn, vô cùng đẳng cấp. Chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng, đảm bảo mang tới sự tiện nghi tuyệt đối cho khách hàng. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.